Hello, my dear little boys and girls. Are you still okay? Xin chào các cậu bé và cô bé nhỏ thân mến của thầy. Các em vẫn khỏe chứ? You should be okay in spite of difficulties. Các em phải cố gắng ổn nha, cho dù có nhiều khó khăn. Today we continue to learn language focus part 2. Hôm nay chúng ta tiếp tục học phần language focus phần 2. And of course, it is more difficult than language focus 1. So you must pay attention. And if you don't understand, try to see this video clip again and again. Hôm nay chúng ta học phần language focus phần 2. Dĩ nhiên là phần 2 sẽ khó hơn phần 1 nha. Cho nên cố gắng chú ý theo dõi. Và nếu chúng ta không có hiểu thì cố gắng xem lại cái video này nhiều lần, hay chưa? Alright, now let's begin. Chúng ta bắt đầu nha. Alright. Trong phần language focus phần 2 này thì chúng ta sẽ học ở mức độ khó hơn của những cái điểm ngữ pháp hôm qua mình học. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ đổi từ though on though even though sang despite hoặc là in spite of. Thì chúng ta nhìn lên màn hình chúng ta thấy sao though on though even though chúng ta dùng mệnh đề và nó đồng nghĩa với despite hoặc là in spite of, và sau đó là dùng cụm từ nha. Thì though on though even though despite in spite of đều là cho dù mặc dù hết. Nhưng với những cái từ này thì sử dụng mệnh đề, với hai cái từ này thì sử dụng phrase là cụm từ. Đổi từ cụm từ sang mệnh đề hoặc ngược lại là chúng ta đã học ở phần language focus của unit 6. Bạn nào quên rồi thì cố gắng xem lại cái video bài 6 nha. Ở trên website của trường của mình, trên kênh YouTube của trường của mình có, lấy cái đó để xem lại. Ở đây thầy chỉ giới thiệu cái điểm ngữ pháp ra thôi, còn đổi như thế nào chút xíu nữa mình sẽ làm bài tập. Rồi, cái thứ hai, điểm ngữ pháp thứ hai hôm nay đó là chúng ta ôn lại mệnh đề liên hệ xác định. Hôm qua mình mới học mệnh đề liên hệ xác định, tiếng Anh là defining relative clauses nha. Defining relative clauses, mệnh đề liên hệ xác định dùng để xác định cho danh từ liên hệ phía trước. Có nghĩa là trong một số cái trong một số cái 3-4 cái mình xác định rõ cái nào cho người ta biết thì mình dùng mệnh đề liên hệ vô. Look at the picture, chúng ta nhìn vào cái hình này. How many houses are there? There are three. Chúng ta nhìn vào đây xem có 3 căn nhà. 1, 2, 3. Rồi, một người chỉ nhà của Lan và người đó chỉ như sau. The house which is painted yellow is Lan's. Căn nhà mà được sơn màu vàng là nhà của Lan. Đây, căn nhà sơn màu vàng, nhà của Lan. Như vậy là which is painted yellow là mệnh đề liên hệ có nhiệm vụ làm rõ nghĩa cho chữ house, xác định rõ căn nhà nào nha. Thì đó gọi là mệnh đề liên hệ xác định. Như vậy mệnh đề liên hệ xác định là mệnh đề dùng để xác định chính xác danh từ liên hệ phía trước nha, như trường hợp này. Rồi, hôm nay mình học cái mới đó là mệnh đề liên hệ không xác định. Mệnh đề liên hệ không xác định, non-defining relative clauses, mệnh đề liên hệ không xác định. Như vậy thì nó sẽ trái ngược lại với thằng này. Nó sẽ không dùng để xác định cho danh từ liên hệ phía trước, do người nói hoặc người viết cái câu đó người ta đã biết rồi. Thí dụ như trường hợp sau đây. Ví dụ, my grandpa who is over 90 is very active. Ông tôi, người mà hơn 90 tuổi rồi thì rất là năng động. Không có mệnh đề liên hệ này mà người này nói my grandpa is very active thì người ta đã hiểu người đó là ai rồi. Grandpa đó là ai rồi.
Ông đó là ông của cái bạn mà đã đang nói. Cái bạn đang nói người ta xác định rõ là ông của người ta rồi. Có nghĩa là không cần phải dùng mệnh đề liên hệ này để xác định my grandpa phía trước nữa. Cho nên nó phải dùng trong dấu phẩy nha, dùng với dấu phẩy. Nếu mà nó đứng giữa câu thì nó phải có hai dấu phẩy. Có trường hợp nó sẽ đứng sau dấu phẩy thôi, chút xíu mình làm bài tập mình sẽ thấy. Thí dụ tiếp nè, Sapa, which is in Lào Cai province, is a famous mountainous town. À, nếu không có mệnh đề which is in Lào Cai province, người ta vẫn biết Sapa đó là cái gì rồi. Rõ ràng có tên cụ thể rồi. Sorry. Rõ ràng là có tên cụ thể rồi ha, có tên cụ thể rồi. Cho nên những cái mệnh đề này gọi là mệnh đề liên hệ không xác định, có nghĩa là không dùng nó để xác định cái danh từ phía trước, bởi vì người viết, người nói người ta đã biết rồi. À, trường hợp đó. Thì ở trong sách giáo khoa chúng ta, hôm qua chúng ta làm bài tập ở bài số 8 đó, bài tập số 1, chúng ta còn lại mấy câu thì nó nằm ở trong cái trường hợp của bài hôm nay, mệnh đề liên hệ không xác định. Nào chúng ta cùng làm tiếp nha, cùng làm tiếp các câu đó xem sao. Nào, look, nhìn nhé các em. Rồi, thí dụ câu số 1. My friend Tom can compose song. Tom sings western folk songs very well. Bạn Tom của tôi có thể sáng tác bài hát. Tom hát những bài dân ca miền Tây rất là hay. Dân ca miền Tây bên Mỹ đó ha. Thì ở đây người ta nói bạn Tom của tôi là người ta biết là người nào rồi. Cho nên phải dùng dấu phẩy. À, chúng ta dùng mệnh đề liên hệ nè. Bạn Tom của tôi, người mà có thể sáng tác được bài hát, thì hát nhạc dân Tây miền nhạc dân ca miền Tây chứ, rất là hay. Đó, mệnh đề liên hệ này gọi là mệnh đề liên hệ không xác định, nằm giữa hai dấu phẩy. Chúng ta cũng có thể đảo ngược lại. My friend Tom who sings western folk songs very well, rồi mới tới là can compose songs, bởi vì không có thay đổi nghĩa gì hết, vẫn được nha các em nha. Thì đó gọi là mệnh đề liên hệ không xác định đó. À, rồi, câu tiếp theo. Câu tiếp theo, we often go to the town cultural house. The town cultural house always opens on public holidays. Chúng tôi thường đi ra nhà văn hóa của thị trấn. Nhà văn hóa của thị trấn luôn luôn mở cửa vào những ngày nghỉ lễ công cộng. Nhà văn hóa của thị trấn, khi người ta nói câu này, người ta biết đó là ngôi nhà văn hóa nào rồi, là ở ngay thị trấn của người ta. Cho nên đây cũng thuộc loại mệnh đề liên hệ không xác định. Người ta sẽ nói lại, we often go to the town cultural house. Phải which là thế cho the town cultural house làm sao nè. Always opens on public holidays. Chúng tôi thường đi ra nhà văn hóa của thị trấn, mà luôn luôn mở cửa vào những ngày nghỉ lễ công cộng. Which thế cho the town cultural house ở đằng sau. Và dĩ nhiên là nhà văn hóa thị trấn này là người ta biết rồi, do đó mình phải dùng dấu phẩy. Tiếp tục câu G. Judy likes the Full Moon Festival very much. The festival is celebrated in Midfall. Judy thích lễ hội trăng rằm lắm. Lễ hội này được tổ chức vào giữa mùa thu, trung thu đó. Rồi, như vậy là lễ hội trăng rằm, lễ hội là từ liên hệ với nhau. Và lễ hội trăng rằm, lễ hội nào? Xác định rõ quá rồi, lễ hội trăng rằm chứ là lễ hội nào nữa. Như vậy nó cũng thuộc loại mệnh đề liên hệ không xác định. Judy likes the Full Moon Festival. Phải, which is celebrated in Miss Fawn. Rồi mới tới, phải rồi mới tới very much. Chúng ta nên nhớ từ liên hệ và đại từ liên hệ phải đứng gần nhau. The Full Moon Festival với which là hai từ liên hệ phải đứng gần nhau. Và cái lễ hội trăng rằm là đã biết rồi ha, cho nên phải dùng dấu phẩy là như thế. Rồi sau đó cái mệnh đề đầu tiên nó còn lại phần nào thì mình phải viết tiếp ra chứ không bỏ đi được, phải viết tiếp ra. Như vậy là Judy thích lễ hội trăng rằm mà được tổ chức kỷ niệm vào giữa mùa thu rất nhiều, thích lắm nha. Rồi còn nữa, tomorrow I'll go to the airport to meet my friends. My friends come to stay with us during Christmas. Ngày mai tôi sẽ ra phi trường để đón bạn của tôi, bạn tôi đến ở với chúng tôi suốt kỳ nghỉ Giáng sinh. Bạn tôi, bạn tôi.
bạn tôi, cái người nói bạn tôi là người ta đã biết là người nào rồi ha, chứ không phải là mình biết nha, mình là người làm bài, mình không có dính dáng gì, mình không có biết ở đây, mà người ta nói câu này ra người ta đã biết rồi thì người ta sẽ dùng mệnh đề liên hệ không xác định để nói lại. Tomorrow I'll go to the airport to meet my friends. Phải người, cho nên dùng who. Who come to stay with us during Christmas? Người mà, những người mà ha, những người mà, những người mà đến ở với chúng tôi suốt dịp Giáng sinh nha. Ở với chúng tôi suốt dịp Giáng sinh. Đó. Những người mà chúng ta lưu ý khi mà làm mệnh đề liên hệ nói câu thì chúng ta người chúng ta dùng who hết, bất kể là chủ từ hay túc từ nha. Chừng nào làm câu trắc nghiệm thì mình mới cần phân biệt, còn làm như thế này thì chủ từ túc từ dùng who hết nha. Rồi, đó là phần bài tập còn lại của ngày hôm qua chúng ta giải quyết xong. Rồi, bây giờ chúng ta học thêm những cái mới nữa về mệnh đề liên hệ nè nha. Rồi, chúng ta xem phần này là học về cái gì. Rồi, xem. Hôm qua thầy có giới thiệu chữ that nha, chữ that. Rồi, chữ that khi dùng, khi không dùng, chứ không phải là lúc nào dùng cũng được hoặc là không dùng cũng được nha. Chúng ta xem cách dùng đại từ liên hệ that. Thứ nhất, that không được dùng sau dấu phẩy trong mệnh đề liên hệ không xác định, là mệnh đề mình mới vừa học đó, hoặc sau giới từ thì không được dùng chữ that. Có giới từ không được dùng that. Thí dụ nè, air which we breathe is necessary. Không khí, biết rồi, không khí là gì là ai cũng biết hết, mà chúng ta thở đó thì rất cần thiết. Như vậy mệnh đề mà chúng ta thở này là bổ sung thêm thông tin thôi, chứ không dùng để xác định cái chữ e, cho nên nó gọi là mệnh đề liên hệ không xác định, và nó dùng giữa hai dấu phẩy. Và trường hợp này mình không được dùng chữ that, chữ which này không được dùng that, sao dấu phẩy là không được dùng that. Rồi, tiếp tục. The man to whom you spoke is the dean. The man that you spoke to is the dean. Hai câu giống nhau. Người đàn ông mà bạn nói chuyện với người đó là ông trưởng khoa. Người đàn ông mà bạn nói chuyện với người đó là ông trưởng khoa. Thì chữ that nó không được dùng sao giới từ nữa. Ở đây thì nói chuyện với speak to, to người ta đưa lên trước, đi với đại từ liên hệ whom thì được, to whom thì được. Còn that là mình không thể nào là to that được, mà mình phải viết là that you spoke to. Chữ to để ra sao động từ speak trở lại ha. Rồi, that không được dùng sao dấu phẩy hoặc là sao giới từ nha các em nha. Rồi, những trường hợp mà that phải được dùng nè. Thứ nhất, sao đại từ liên hệ gồm cả người lẫn vật. Ví dụ, I met the people, cattle and vehicles that went to the market. Chứ that này là thế vừa xe nè, gia súc lớn là trâu bò đó ha, trâu bò cùng gia súc lớn đi vật nè, people người nè, thế cho cả người lẫn vật thì phải dùng that ha, phải dùng that trong trường hợp này. Tiếp tục, trong dạng so sánh nhất với chữ the và những chữ the first, the last, the only, the very. Rồi, thí dụ như he is the kindest doctor that I've met, có so sánh nhất. Mặc dù doctor là danh từ chỉ người nhưng không được dùng who mà phải dùng that, lý do dùng với so sánh nhất cho nên phải dùng that. Tiếp, the last words that he spoke were long live Vietnam. Những từ sau cùng mà anh ta nói lên là Việt Nam muôn năm, long live Việt Nam, Việt Nam muôn năm. Những từ cuối cùng có chữ last phải dùng bên that, không được là the last words which, không phải, mà phải là that. John was the only student that didn't pass the examination. John là cậu học sinh duy nhất mà không đậu kỳ thi thôi. Duy nhất có chữ the only, phải dùng that, không được dùng who nha. Rồi, sao phần lớn các đại từ bất định, đó là on, tất cả, much, nhiều, little, ít,
any, bất kể, nên không có gì hết hoặc không ai, nothing, không có cái gì, anything, bất cứ cái gì, nobody, không có ai, anybody, bất kỳ ai, somebody, ai đó, everybody, tất cả mọi người. À, những đại từ bất định này thì chúng ta phải dùng với chữ that. Thí dụ, all that I want is to lie down and sleep. Tất cả việc mà tôi muốn làm là nằm xuống và ngủ. À, mệt quá rồi đó ha. On, đại từ bất định. Mặc dù vật không được dùng which, phải dùng that. Đây, tiếp tục. Much that I have known about her is untrue. Nhiều điều mà tôi biết về cô ta là không có thật, không đúng sự thật. Much, đại từ bất định, dùng that luôn. Đây, tiếp tục. I love everything that she has made for me. Tôi yêu quý tất cả mọi thứ mà cô ta làm ra cho tôi. Rồi, everything, đồ vật, nhưng không được dùng that. Everything là phải, à xin lỗi, nói bậy rồi. À, phải dùng which, à xin lỗi nói chơi, thầy bị liệu rồi mấy con ơi. À, tôi yêu quý tất cả những thứ mà cô ta đã làm ra cho tôi. Everything thì phải dùng that, chứ không phải là dùng which, mặc dù nó là vật. Bởi vì chữ everything nha. Rồi, đó là cách dùng that và không được dùng that. À, cái cách được dùng that và cách không dùng that. Rồi, chúng ta qua thứ hai. Chúng ta học về cái gì? Rồi, xem. Trạng từ liên hệ, relative adverbs. Ngoài đại từ liên hệ, chúng ta còn có trạng từ liên hệ nữa. Trạng từ liên hệ là những chữ nào? Đó là những chữ where, when, why. Khi một trạng từ như là where, when, why hoặc after giới thiệu một mệnh đề liên hệ thì nó được gọi là trạng từ liên hệ. À, nó gọi là trạng từ liên hệ nha. Rồi, when là thế cho, as in on, which chỉ thời gian, where là thế cho as in on cộng which chỉ nơi chốn. Còn why là bằng với for, còn với which là lý do gì đó. After là bằng với after which là chỉ thời gian. Chúng ta có ví dụ. The house where hoặc là in which he used to live is now a tourist attraction. Ngôi nhà, nơi mà hoặc là trong đó. À, có hai cách dùng. Nếu mà dùng trạng từ liên hệ thì không có giới từ nha. Dùng đại từ liên hệ thì có giới từ in. Ngôi nhà mà nơi đó, ngôi nhà mà trong đó hoặc là ở đó, đó. Ông ấy thường sống, bây giờ là một địa điểm hút khách du lịch. Đó. Nhưng mà chúng ta lưu ý, the house which he had just bought is rather small. Trong trường hợp này cũng là the house nhưng mà không dùng where. Tại sao? Tại vì which làm túc từ cho động từ bought, mua cái nhà này. Nó không phải là trạng từ chỉ nơi chốn. À, nó làm túc từ cho động từ bought. Ngôi nhà mà anh ta vừa mua thì khá là nhỏ. À, anh ta mua cái gì? Mua ngôi nhà này. Which thế cho ngôi nhà. Vậy ngôi nhà là túc từ của động từ bought. Thì nó không phải là trạng từ chỉ nơi chốn. Thì không được dùng where. Lưu ý ha em ha. Ví dụ nữa. That's the day when hoặc là on which he met her, his present wife. À, vợ hiện tại của anh ta. Đó là cái ngày mà trạng từ liên hệ chỉ thời gian when. Hoặc nếu chúng ta không dùng trạng từ liên hệ, chúng ta dùng đại từ liên hệ thì chúng ta phải có thêm giới từ on vô, when hoặc là on which. À, cái ngày mà, khi mà anh ta gặp cô ta. Đó là cái ngày khi mà anh ta gặp cô ta, người vợ hiện tại của anh ta. Rồi, lưu ý luôn. Nhưng that's the day which he remembers forever. Đó là cái ngày mà anh ta nhớ mãi. Vì lúc đó chữ which làm túc từ cho động từ remember. Đó là cái ngày mà anh ta nhớ mãi. Nhớ cái gì? Nhớ cái ngày này. Nhớ là động từ. Nhớ cái gì thì động từ nó tác động lên cái vật đó. Thì đó là túc từ. À, túc từ không phải là trạng từ chỉ thời gian. Như vậy thì mình phải dùng, trong trường hợp này phải dùng which, không được dùng when hoặc là on which. À, chúng ta phải phân biệt nha. Rồi, đó là về trạng từ liên hệ. À, và phân biệt rõ ràng cho thầy nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập thêm
làm thêm những bài tập ở dạng hôm nay mình học nha. Rồi, cố gắng. Rồi, bài tập về đại từ liên hệ, trạng từ liên hệ. Đại từ liên hệ và mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhân bộ chứ ha, xin lỗi nha các em. Rồi, bài tập thứ nhất là chúng ta sẽ điền vào chỗ trống với chữ who, which, whose, whom, hoặc though, on though, even though, despite, in spite of, hoặc but, là tùy nghĩa. Rồi bây giờ chúng ta làm từng câu đi. The man lives next door is a doctor. Điền gì? Điền đại từ liên hệ đúng không? Bởi vì trong câu này nó có hai động từ chia nè, một động từ lives, một động từ is nè. Như vậy ở đây mình phải có đại từ liên hệ để mình cái câu nó rõ ràng. Người đàn ông, người mà sống ở kế bên nhà là một bác sĩ. Làm chủ từ cho động từ lives, chúng ta dùng đại từ liên hệ who. 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 Rồi, câu số 2. Have you found the keys you lost? Quá dễ. Cũng có hai động từ chia thì. Chia thì hiện tại thành ở đây found, động từ quá khứ lost ở đây. Bạn có tìm ra cái chìa khóa mà bạn làm mất chưa? Đối với vật thì chúng ta quá dễ. Đại từ liên hệ which. Cứ dùng which thôi nha. Which. Rồi, câu số 3. On up our careful plans, a lot of things went wrong. Rồi, cái câu này phải hiểu nghĩa mới biết chọn cái gì nè. Tất cả các cái kế hoạch cẩn thận của chúng tôi, nhiều thứ vẫn sai, vẫn lệch. Went wrong, sai hoặc lệch. Như vậy mình thấy hai cái nghĩa, một cái là tốt, một cái là tích cực, cái là tiêu cực. Thì mình phải dùng chữ, mình phải dùng mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ. Cho dù, cho dù, mặc dù. Mà ở đằng đây, on up our careful plans, cho dù tất cả kế hoạch cụ thể cẩn thận của chúng tôi. Nó không có động từ chia thì, như vậy nó là cụm từ. Cụm từ thì mình phải biết dùng despite hoặc là in spite of. Như vậy chỗ này mình có thể dùng chữ despite, despite cũng được, hoặc mình dùng in spite of cũng được. In spite of, despite hoặc in spite of đều được hết. Cho dù tất cả sự các cái kế hoạch cẩn thận của chúng tôi thì nhiều thứ vẫn đi sai hướng, vẫn chệch hướng. An orphan is a child, parents are dead. Rồi, phải hiểu nghĩa luôn. Một cậu bé mồ côi là một đứa bé, cha mẹ mất. Cha mẹ này, cha mẹ sao? Cha mẹ của cậu bé này chứ còn gì nữa đúng không? Như vậy mình nhớ ngay tới là điểm ngữ pháp mệnh đề liên hệ chỉ sự sở hữu, dùng chữ whose. Dùng chữ whose nha, whose. Một cậu bé mồ côi là một cậu bé mà cha mẹ của cậu bé ấy mất. Của nha, cha mẹ của cậu bé này nha. Rồi tiếp tục. Câu 5. The people we met at the party were very friendly. Những người chúng tôi gặp ở tại bữa tiệc thì rất là thân thiện. Rồi, những người chúng tôi gặp. Hôm qua thầy có nói lộn ở chỗ này về cái cách dùng túc từ nè. Túc từ là ở đằng sau, mình để sau nhé nha. Thì ở đây chúng tôi gặp những người này. Thì chúng tôi gặp, động từ met tác động lên những người này. Như vậy đây là túc từ. Túc từ thì mình sẽ dùng chữ whom. Nhưng ở ngữ pháp hiện đại thì dùng who, whom cũng được. Cho nên ở trong ở cái chỗ này mình có thể dùng hai đáp án ha, hoặc là who hoặc là whom. Cho nên thầy viết là who rồi mình mở ngoặc, mình để chữ m, m có nghĩa là dùng who, whom đều đúng hết ha, đều đúng hết. Nhưng mà chính xác phải là whom. Túc từ, túc từ cho động từ met ở đây nha, túc từ cho động từ met. Rồi tiếp tục. He wasn't tall. Rồi, he could play basketball well. Chúng ta phải hiểu nghĩa để xác định đúng cái từ. Anh ta không cao, anh ta có thể chơi bóng rổ rất là tốt. Chúng ta biết rồi, muốn chơi bóng rổ tốt thì phải cao để mà tranh giành với người ta được, hoặc là ném rổ chính xác ha. Lùn thì cũng có thể chơi tốt nhưng mà kỹ năng phải siêu cả, chứ còn thường là phải cao. Như vậy chỗ này thấy hai cái nghĩa, một cái là tiêu cực không nè, một cái là tích cực nè. Vậy là mình phải dùng but he could play basketball well nha. Anh ta không cao nhưng anh ta chơi bóng rổ giỏi. Được chưa? But. Tiếp tục.
What you have, what have you done with the money I gave you? Này, bạn đã làm gì với món tiền tôi cho bạn? Cho bạn cái gì? Cho bạn món tiền này. Cho bạn món tiền này. Món tiền, đồ vật, không cần phân biệt chủ từ hay tục từ gì cả. Đồ vật cứ là which nha, which. Câu 8, what's the name of the man car you borrow? Có chữ car đây, đồ vật nè. Tên của người đàn ông xe hơi bạn mượn là gì? Nghĩa là xe hơi này là xe hơi của người đàn ông này nè. Có yếu tố sở hữu, dùng whose ha, dùng whose. Tên của người đàn ông mà xe hơi của người ấy bạn mượn là gì? Nha. Câu 9, it rained a lot, we enjoy our holidays. Trời mưa to, mưa nhiều, chúng tôi vẫn thưởng thức được những ngày nghỉ. Ha, một nghĩa là mưa nhiều là tiêu cực rồi, mà này là tích cực. À, thì chỉ sự nhượng bộ. Đây là vấn đề có chủ từ it là động từ chia thị nè. Vì dùng một trong những chữ do, undo, even do. À, dùng chữ do cho nó nhẹ, viết cho nó ít, phải không? Nó dễ nhớ đúng không? Do it rain the lot, dù trời mưa nhiều, chúng tôi vẫn thưởng thức được những ngày nghỉ của chúng tôi. Tiếp, câu số 10, the baby could get to sleep easily, there was a lot of noise. Đây, cậu bé có thể dễ dàng ngủ, có nhiều tiếng ồn. À, cũng vậy luôn, trái ngược luôn. À, ngủ được, tích cực. Nhiều tiếng ồn, tiêu cực. À, hai cái trái ngược như vậy dùng. Ở đây có mệnh đề, there was, có động từ chia thì là mệnh đề. Do, undo, even do. À, nãy mình do rồi, thôi giờ mình undo đi ha. Cho mình nhớ hết tất cả các từ. Undo, à, cậu bé có thể ngủ dễ dàng cho dù có nhiều tiếng ồn. 11, a lot of mistakes happened, her detailed preparation. Nhiều lỗi đã xảy ra rồi. À, sự chuẩn bị chi tiết của cô ta, sự chuẩn bị chi tiết của cô ta không có động từ chia thì. Cái detail này không phải là động từ chia thì quá khứ đâu nha mấy em nha, không phải, mà nó đóng vai trò như là một tính từ, sự chuẩn bị chi tiết của cô ta nha. Cụm từ cũng vậy luôn, mistake tiêu cực, chuẩn bị chi tiết là chu đáo rồi, tích cực rồi. Dùng concession, dùng sự nhượng bộ. Ở đây mệnh đề thì sự nhượng bộ phải dùng chữ là despite hoặc inspire. Despite hoặc là inspire, muốn dùng chữ nào cũng được. Thì có bạn sẽ thấy là chữ despite nó ít, nó ngắn hơn. À, thì dùng chữ đó. Dù nhiều lỗi đã xảy ra, cho dù sự chuẩn bị chi tiết của cô ấy. Câu 12, she lives near a beach, she doesn't know how to swim. Cô ấy sống gần một cái biển, một cái bãi biển. À, cô ta không biết bơi. À, như vậy dễ quá, chữ but, không? Chữ but đúng không? Nghĩa quá rõ rồi, but. Cô ta sống gần một bãi biển, nhưng cô ta không biết bơi. Ở gần bãi biển thì chắc chắn là phải có biển chứ, bãi biển ra không có biển mà không bơi được hả em ha? Rồi. Đó, bây giờ qua chúng ta phải xác định mệnh đề nào gọi là mệnh đề liên hệ. Không xác định để mình đặt dấu phẩy vô nha, không xác định để đặt dấu phẩy vô. Rồi, người ta biểu nè, đặt dấu phẩy nơi cần thiết trong mỗi câu sau. Bây giờ câu 1, he was the plumber that repaired the pipes in Miss Hayes' house. Anh ấy là người thợ ống nước mà sửa ống nước ở nhà của bà. Có biết ông này là ai đâu, phải không? Không có cần phải có dấu phẩy gì cả. Mr. Tuấn, who is an artist, always does his work carefully. Ông Tuấn, người mà là một họa sĩ hoặc là một nghệ sĩ đó, thì luôn làm công việc cẩn thận. Cái người mà nói ông Tuấn là người ta biết ông chưa? Biết rồi, cho nên phải dùng dấu phẩy. Rồi tới mệnh đề, hết mệnh đề liên hệ và phải dấu phẩy nữa. Who is an artist? Phải tiếp nha. Ông Tuấn, người mà là một nghệ sĩ, luôn luôn làm việc cẩn thận. Không có mệnh đề này, ông Tuấn làm việc rất cẩn thận. Xác định quá rõ rồi, cái người mà người ta nói, người ta biết người này là ai rồi, không? Câu số 3, do you know Hoa, whose parents are both doctors? Bạn có biết Hoa, người mà cha mẹ cả hai đều là bác sĩ không? Cái người nói Hoa, người ta biết Hoa chưa? Biết rồi, phải. Và nguyên mệnh đề sau là mệnh đề liên hệ, cho nên không còn mệnh đề nào nữa hết, cho nên không cần vô phải nữa. À, một vô phải chỗ này thôi. Bạn có biết Hoa mà cha mẹ là bác sĩ không? Rồi,
Câu 4, do you have some tool that can open any locks? Bạn có cái chúng ta nhớ chữ some ở đây mà đằng sau danh từ nó không có số nhiều. Thì chữ some này dịch là nào đó nha, chứ không phải là một vài đâu nha. Nào đó. Bạn có cái dụng cụ nào đó mà có thể mở bất kỳ cái ổ khóa nào không? Đâu biết dụng cụ nào không? Không xác định dụng cụ nào chừng. Cho nên là không có dùng gì hết ở đó. Tiếp tục. Câu số 5, hanbok, which is Korean traditional costume, is not often worn nowadays. Hanbok, mà là trang phục truyền thống của Hàn Quốc thì ngày nay không thường được mặc. Nói cái tên hanbok là người ta biết rồi, hanbok là cái gì người ta biết rồi, cho nên cần phải có dấu phẩy. Rồi nó nằm trong mệnh đề liên hệ nè, mệnh đề liên hệ nằm trong câu nè, which is Korean traditional costume, mệnh đề liên hệ cho nên phải phẩy tiếp một cái nữa. Câu 6, Mafuchi, which is in Japan, is always covered with snow. Ngọn Fuji mà ở nước Nhật thì luôn phủ đầy tuyết. Ngọn Fuji là biết là ngọn nào rồi, đâu có lẫn lộn được với ngọn khác, phải không? Mà ở Nhật, mệnh đề liên hệ không xác định, phải dùng dấu phẩy vô. The dog you gave me was caught by a strange man last night. Con chó mà bạn cho tôi thì bị bắt bởi một người đàn ông đêm qua. Mình có cho bạn con chó, vì con chó đó xác định không? Xác định, con chó đó đã được xác định. À, rồi, mình đã liên hệ, xác định nằm đây. Nó không có chữ gì hết. Tại sao? Tại vì đại từ liên hệ mà làm túc từ thì có quyền bỏ nha em nha. Mà chúng ta biết thêm một điều mới. Có nghĩa là ở đây có chữ which nè, which you gave me á, nhưng mà nó là làm túc từ, túc từ cho động từ gave nè. Bạn cho tôi là cho con chó này nè, ha, nó làm túc từ. Thì đại từ liên hệ mà làm túc từ thì mình có quyền bỏ nha. Rồi. Câu 8, they had three sons who are very lazy. Họ có ba người con, người mà rất làm biếng. Họ có ba người con này biết chưa? Đâu cần phải biết tên A, B, C hay là tí tèo cam quýt ổi xoài gì đâu ha. Chỉ cần biết họ có ba đứa con là đó là con của họ thì chắc chắn nó là liên hệ không xác định rồi ha, mệnh đề liên hệ không xác định. Phẩy một cái. Họ có ba thằng con trai và thằng nào cũng lười hết. Rồi, bài tập tiếp theo là chúng ta làm dạng biến đổi câu đó. Rồi, chúng ta sẽ làm từ từ nha. Rồi. A girl was injured in the accident, she is in hospital now. Trong hai câu xác định từ liên hệ. Gặp câu này là biết là mà đại từ liên hệ rồi, dùng đại từ liên hệ rồi chứ không phải là adverb clauses of concession. Cô gái với she là từ liên hệ với nhau. Từ liên hệ với nhau. Vậy mình sẽ làm như thế nào? Rồi, the girl. Người cứ việc dùng who nha. Who. Rồi. Ở đây nó có hai mệnh đề thì mình viết cái nào trước viết cái nào sau thì thường á thì chúng ta thấy cái chuyện gì xảy ra trước thì viết trước, chuyện gì xảy ra sau viết sau. Này xảy ra rồi nè, quá khứ nè, này hiện tại nè, ha. Như vậy là who was thôi, viết thường thôi nha để nó khỏi chiếm chỗ. Chúng ta lưu ý who was injured in the accident. Rồi. Cái này là không có xác định nha em nha. Rồi viết tiếp vô. Thế cho chữ thế cho she nè. Thiếu chữ who đúng không? Thiếu chữ who. The girl who was injured in the accident. Rồi, she này là thế bằng who ở đây rồi thì không còn she nữa. Viết tiếp is in hospital now. Đó. Câu số 2, a man answered the phone, he told me you were away. Một người đàn ông đã trả lời điện thoại, anh ta báo với tôi rằng bạn đi mất. Như vậy là anh ta này với lại a man này là từ liên hệ với nhau nè, ha, từ liên hệ với nhau mình làm sao? The man, người cứ dùng who đi. Không cần dùng whom. Whom là khi nào mà có trách nhiệm ta bắt mình phải chọn thì mình mới chọn. Rồi cái nào trước cái nào sau. Như vậy là trả lời điện thoại, trong lúc trả lời điện thoại thì báo là đi rồi, như vậy mình để trả lời điện thoại sẽ để trước. Who answered the phone? Rồi, không phải là mình để liên hệ. He đã được thay thế bằng who ở đây rồi thì không còn nữa nha. Told you were away. Told me you were
away. Rồi. Câu 3, a waitress served us. She was very impolite and impatient. Một nữ bồi bàn đã phục vụ chúng tôi, cô ấy rất là bất lịch sự và thiếu kiên nhẫn. Như vậy làm sao? Rồi, a waitress is she này là từ liên hệ với nhau. Hả? Người luôn, who. A waitress, who. Rồi, lúc phục vụ thì bất lễ, như vậy là phục vụ trước. Who served us? Rồi, she đã được thay thế rồi, chỉ còn lại was very impolite and impatient, và rất là bất lịch sự. Rồi. Tiếp tục. A building was destroyed in a fire. It is being rebuilt now. Building với lại it là từ liên hệ nè. Một tòa nhà đã bị phá hủy trong một trận hỏa hoạn và nó bây giờ đang được xây dựng lại. Rồi. The building, vật thì cứ việc dùng which, không cần biết là chủ từ hay là túc từ gì cả. Which, rồi cái nào trước? Phá hủy trước. Which was destroyed in a fire. Rồi, mình đề sau chữ ít nó đã được thế bằng chữ which rồi, thì còn lại là chữ is being rebuilt now. Rồi. Nha. Yeah. I just bought a bike. It has 5 speed. Chiếc xe và it từ liên hệ với nhau. Rồi, quá dễ. Vật dùng which. Which. Rồi, mua trước không? Ha? Which I have just bought. Rồi, mệnh đề sau còn lại là has 5 speed. Rồi, câu này có dấu phẩy hay không? Có dấu phẩy. Có dấu phẩy hay không? Chiếc xe đạp mà tôi mua. Rồi, như vậy chiếc xe đạp mà mình mua đó là biết chưa? Biết rồi. Phẩy vô. À, chữ bot thiếu phần, thiếu chữ o. Rồi, rồi, phẩy vô. Chiếc xe đạp mà tôi vừa mới mua. À, chiếc vừa mới mua đó, xác định. À, xác định. Cho nên phải dùng giữa hai dấu phẩy. The dictionary helps me learn languages effectively. Do you want it? Cái quyển từ điển giúp tôi học ngôn ngữ rất là hiệu quả. Bạn có muốn nó không? Rồi, câu này là câu hỏi kết hợp với một cái câu statement. Kết hợp với câu hỏi luôn. Do you want? Cái từ điển mà giúp tôi học ngôn ngữ là xác định không? Xác định. Do you want the dictionary? Rồi, phải. Which, right, helps me learn languages effectively. Rồi, đủ rồi, chấm hỏi. Bạn có muốn quyển từ điển mà giúp tôi học ngôn ngữ tốt hơn, hiệu quả không? Câu 7, the old man works very hard. His little son is very intelligent. Ông già làm việc rất là siêng năng. Con trai bé nhỏ của ông ta thì rất là thông minh. Có yếu tố sở hữu trong đó. The old man whose son, whose little son. Rồi. Is very intelligent. Rồi, tiếp tục. Works very hard. Rồi, câu này có dấu phẩy hay không? Dấu phẩy. Câu này xác định từ đầu. The old man works very hard. Ông già làm việc rất siêng năng. Làm mình, cái người nói người ta đã nói tới cái ông già mà người ta biết rồi. Cho nên là phải dùng dấu phẩy. À, là phải dùng dấu phẩy. Rồi, her little son is very intelligent. Intelligent. Phải, works very hard. Alright. That girl has a brother and he likes you very much. Câu này hơi rắc rối nè. Cô gái đó có một em trai và cậu ta thích bạn lắm đấy.
cái em trai này nè là Hy nè, thích bạn lắm. Rồi thì chắc chắn là chúng ta phải dùng who, đúng không? That's the girl, đó là cô gái. Rồi mà em trai cô ấy thích bạn lắm. Who's brother? Who's brother likes you very much? Đó là cô gái mà em trai thích bạn lắm. Ban đầu người ta để là that girl là xác định rồi, that girl là xác định, cho nên là mình phải dùng dấu phẩy vô. They study very badly, but they never copy their friend's test. But you thấy on do giống như đổi từ because sang so vậy đó em. Vậy là on do they study very badly, cho dù họ học có tệ đi chăng nữa, study badly. Rồi phải không có but nữa nha, có but là sai đó. They never, và đằng sau viết lại thôi, nó nhanh thời gian nha em nha, không có gì thay đổi hết, viết lại thôi. The streets in Ho Chi Minh City aren't locked, but there are many more vehicles. Cũng vậy luôn, nhưng mà lúc này nó đổi ngược vấn đề sao lên. There are more and more vehicles. Vehicle là xe cộ đó. Vehicles. There are more and more vehicles. But đã bắt rồi hả? Thì giờ đổi thành do and do. Do the streets in Ho Chi Minh City aren't long. Ngày càng nhiều xe cộ, tuy thành phố Hồ Chí Minh, tuy đường phố thành phố Hồ Chí Minh lại không rộng nha. Though their lives were poor, they were always happy. Này, cho dù cuộc sống của họ nghèo khổ, họ vẫn sống vui. Đổi từ do sang inspire thì chúng ta xem cách đổi ở bài số 6 nha. Thì ở đây có yếu tố tính từ với danh từ nè. Vậy lấy là tính từ bổ nghĩa danh từ. Inspire là phải dùng inspire up their, lấy danh từ là lấy tính từ lên their poor life, cho dù cuộc sống nghèo khổ của họ. Rồi mình đề sao they were always happy, viết hết lại thôi. 12 despite thì chắc chắn đổi thành though and though window rồi. Cho dù sự chúc mừng của chúng tôi, cô ta vẫn không vui. Cô ta vẫn không vui, viết lại trước cái mệnh đề này. She was still unhappy. Rồi. Do, undo, even do dựng được, viết do thôi. Thì đằng sau phải là mệnh đề. Cho dù sự chúc mừng của chúng tôi là chúng tôi chúc mừng cô ta. Though we congratulate her. Cho dù chúng tôi đã chúc mừng cô ta. Phải biết chia thì quá khứ hả em, bởi vì nó đang ở trong quá khứ nè, thấy không? 13. Even though it was not important, the match attracted millions of TV viewers all over the world. Rồi. Cho dù nó không quan trọng, nhưng trận đấu đã thu hút hàng triệu khán giả truyền hình trên thế giới. Ai mình copy cho nó lẹ coi. Cái này nó có cho copy không? Rồi. The match attract, rồi nó cho attracted millions of TV viewers all over the world. Rồi. Phải, nhưng mà trái ngược với Donald Fitton. But it was not important. But it was not important. Rồi. Trận đấu đã thu hút hàng triệu khán giả trên thế giới, nhưng nó lại không quan trọng. He couldn't support his family, although he worked extremely hard.
anh ta đã cố gắng nuôi nấng cả gia đình, cho dù anh ta làm việc cực kỳ là anh ta không thể, chứ anh ta không thể nuôi nấng cả gia đình được, cho dù anh ta làm việc cực kỳ chăm chỉ siêng năng hoặc là cực kỳ mệt mỏi. Despite thì dùng với cụm từ chúng ta có ở đây extremely hard, như vậy là lấy thành cụm danh từ là extreme rồi hard, extremely hard rồi work danh từ vô. Extremely là trạng từ bổ nghĩa cho tính từ hard và bổ nghĩa cho và extremely hard bổ nghĩa cho cái danh từ work. Despite extremely hard work, công việc này công việc của anh ta nữa, cho nên mình thêm chữ his vô. His extremely hard work. Satisfy dùng cụm từ đó. His extremely hard work. Rồi phải he couldn't support. Rồi. Mình copy đi, copy cho nhanh. Câu 15, the festival occur as planned in spite of some difficulties. Lễ hội diễn ra theo kế hoạch cho dù có một vài sự khó khăn. Như vậy là sẽ dùng với lại đổi ngược lại dùng even though. Even though thì dùng mệnh đề, cho dù một vài khó khăn là có một vài khó khăn, và chúng ta phải biết chữ there. Rồi nó thì gì? Ở đây đang quá khứ thì mình biết là đó là thì quá khứ. There were. Rồi some difficulties, some difficulties. Rồi mình để trước, mình để là the festival, the festival. Rồi, occur as planned. Okay, as planned. Rồi. Rồi. Nha. Rồi, cái câu 16 là cái câu khó này. Là từ một câu mà mình làm thành mệnh đề liên hệ. Mệnh đề liên hệ mình nhớ là có hai mệnh đề. Còn câu đơn này nó chỉ có một mệnh đề thôi. The winner must get the highest score. Người chiến thắng phải là người có điểm số cao nhất. Mình sẽ làm sao? Câu này là làm thành mệnh đề liên hệ. Mình có thể làm những câu sau đây nè. Cái này là thêm thôi cho những bạn nào giỏi, thích thú khám phá thêm những câu khó nha. Còn những bạn không giỏi thì không cần thiết những câu này đâu. The one who gets the highest score. Rồi. Must be the winner. Thì lúc đó chúng ta thấy chúng ta có hai mệnh đề rõ ràng. Mệnh đề thứ nhất, the one must be the winner. Mệnh đề liên hệ này, người mà có điểm số cao nhất. Người nào mà có điểm số cao nhất sẽ là người chiến thắng. Hoặc chúng ta có thể dùng the one, dùng sở hữu, whose score is the best, must be the winner. Rồi, cái người nào mà điểm số người đó là tốt nhất thì chắc chắn là người chiến thắng ha. Rồi, đó là cái thêm để cho những bạn học sinh giỏi đây. Hôm nay bài khá dài, thầy cố tình làm từng cái ra để chúng ta theo dõi từ từ nha. Bởi vì cái mấy điểm ngữ pháp này không phải là dễ, không phải là đơn giản. Rồi, cố gắng là xem đi xem lại video này nhiều lần, nhất là những cái phần bài tập á nha. Xem đi xem lại, nghe lắng nghe giảng cẩn thận để mà mình vào trở lại học thì mình không có gặp khó khăn nha các em nha. Vào lại học thì không có giảng những bài này lại đâu, mà nó phải tiếp bài để chúng ta kịp thời giờ, chúng ta còn ôn thi tuyển sinh 10 nữa nhé. Rồi, bài học hôm nay tới đây là tạm dừng, bởi vì chúng ta còn một phần nữa đó thôi, mà phần đó là phần chúng ta sẽ giải trí. Chúng ta gần sắp sửa được đi học lại rồi, và tạm thời là đất nước chúng ta đã thắng cái con virus corona hiệp 1 rồi ha. Mình chưa thắng hoàn toàn, mới hiệp 1 thôi. Thôi mình cũng ăn mừng nha, ăn mừng chiến thắng. Rồi, các em hãy cùng hát lên với thầy.
Our Vietnam, our hero, together we beat Corona. Our Vietnam, our hero, together we beat Corona. We live in peace and feel safe and sound. Corona arise. There comes worry and anxiety. What must we do now? Calm down, wash your hands. Keep your things around in hygiene. Be aware of risks. How does we try Vietnam ways? Don't share fake news on Facebook. Put on our masks in public. Be nice and fair. Stay home for our safety. We got many victories. We never stop our effort. Hand in hand, we're Vietnamese. We love our life and trust ourselves. No worries can ever hit us. Countless favors have been done here. Our Vietnam leaves no one behind. Our Vietnam, our hero, together we beat Corona. Our Vietnam, our hero, together we beat Corona. Vietnam will become prosperous. Vietnam will become prosperous. Này, vừa mới thưởng thức xong bài hát, sôi động lên ha, cố gắng lên. Homework cũng như cũ thôi. Chúng ta cũng học lại điểm ngữ pháp này, làm bài tập làm đi làm lại, rồi tìm thêm bài tập trên internet để làm nha. Hy vọng rằng là vài ngày nữa thôi thầy trò mình sẽ gặp lại nhau nha. Lúc đó mình sẽ trò chuyện nhiều hơn. Ai có khó khăn gì thì cứ giải bài cho các thầy cô, để thầy cô có hướng giải quyết cho mình nha. Kể cả bài học hoặc là những cái gì khúc mắc trong cuộc sống mà chúng ta bấy lâu nay bị gò bó ở trong cái nhà của mình đó ha, thì cứ việc trình bày với thầy cô nha. Sẽ có hướng giải quyết cho các em hết. Alright, thank you. Goodbye.